Rồi lời nói đầu tiên cho em xin chào mấy anh đẹp trai, mấy chị đẹp gái và mấy bác đẹp lão đã quay trở lại tiệm máy cắt cỏ và cưa xích của cửa hàng Thành Hợp nha anh chị. Cửa hàng em có địa chỉ là ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Em ở tại chợ Trung Hưng luôn nha, ở cái bách hóa xanh của xã Trung Hưng, và cửa hàng em đã dời ra địa điểm mới là ở ngoài lộ nha anh chị, không còn ở chỗ cũ nữa nha. Anh chị có dự định đến mua máy hoặc là giao lưu về máy móc thì anh chị điện cho bên em để bên em hướng dẫn đường đi cho dễ ha anh chị. Thiên Nhiên lại hôm nay em lên cho mình lô máy cắt cỏ 12 máy, lô chữ H nha anh chị. Đó. Và kèm cho mình hai cây cưa xích. Một cây cưa xích là Tanaka tay cục nè. Dòng G365 ha, tay dài. Khai thác nha. Còn về máy cắt cỏ thì em có dọn nổ là Tanaka chụp giật phía sau nè. Robin cốc nè. Echo 220 nè. Đó, kế tiếp là Isaki 230 nè. Maru Yanma 23 đó, Nhật quên xài anh chị ơi. Phía dưới thì có là Yanma nè. Đó, chạy động cơ Echo. Kế đến là Ryobi 2670, Maru Yanma chạy chế hai kim trợ lực 235, Mitsubishi TL 231 trợ lực chạy chế hai kim, Mitsubishi TL 261 cũng chạy chế hai kim luôn. Đó, hôm nay thì em này là em lên mẫu nha anh chị. Còn anh chị muốn dọn nổ dòng máy về thì đây, em cũng còn số lượng ha. Số lượng bên em rất là nhiều và em đang về sẵn hàng nữa. Nói chung á là nhiều anh nói nhanh ơi bán cho bớt cho anh đi, trả giá đó. Nhưng mà mấy anh ơi, thật sự là em đã bớt ở trong cổng rồi. Tại vì máy mua là lên giá nó tới 7-8 phân luôn rồi đó anh chị. Nhưng mà em nhanh bán bằng gì, em nhanh không có lên giá là em nhanh đã bớt ở trong rồi. Mục đích bán đây là cho khách hàng có máy chất lượng mà sử dụng, giữ mối đồ nữa. Chứ phải mà em lên giá là không có giá này, leo giá còn cao nữa đó. Em lên mua 7-8 phân luôn đó anh chị. Rồi em sẽ nói hình thức bán hàng ha. Bên em nhận ship hàng trên mọi miền của đất nước Việt Nam mình, miền Nam, miền Trung, miền Bắc ha. Và em nhanh sẽ gửi tới nhà cho mình luôn. Anh chị ở nhà chỉ việc nghe điện thoại và nhận hàng thôi. Và đồng thời anh chị nghe cho kỹ đi rồi mình hả chốt đơn nha anh chị. Rồi hàng tới nơi anh chị chuẩn bị xăng và nhớt để kiểm tra hàng nha anh chị. Kiểm tra bằng cách nào là anh chị test nổ nha. Máy chạy ngon lành, đúng máy đúng hàng mình hả nhận hàng. Và em khuyến khích mình kiểm tra hàng nha anh chị hả nhận hàng nha. Rồi quá trình nhận hàng nó có vấn đề gì thì anh chị điện cho bên em để bên em hỗ trợ kịp thời nha. Và em nhanh không có lấy cọc 1.000 nào hết của anh chị chú bác. Anh chị chú bác mình an tâm mà chốt đơn, không có sợ bị lừa gạt nha. Và những cái máy mà khi em nhanh báo giá thì em nhanh sẽ bao ship kèm phụ kiện đầy đủ luôn cho anh chị nha. Anh chị chuẩn bị xăng và nhớt để mình sử dụng thôi. Và những cái máy này á, là em nhanh giới thiệu sơ lược thôi. Còn thôi em nhanh sẽ nói chi tiết là em nhanh sẽ có test nổ nè. Em nhanh báo công suất, em nhanh báo nồng và đặc biệt là em nhanh sẽ báo giá luôn. Cho nên anh chị clip vô anh chị coi nha, coi từng cái máy. Còn anh chị nào không có thời gian thì mình tua lấy cái cây mà mình cần chốt, mình xem kỹ nha anh chị. Rồi thì anh chị xem kỹ đi, cây nào thật sự phù hợp phải chốt, còn không phù hợp thì anh chị xem clip sau nữa. Mà để xem được nhiều cái clip của cửa hàng bên em thì anh chị nhớ bấm like nha. Đó, nút like hay là gọi là nút thích. Còn khách mới mình chưa nhắn vô đăng ký kênh thì anh chị phải nhắn vô đăng ký kênh, anh chị mới xem được nhiều cái máy của bên em, mới tương tác tốt được nha anh chị. Còn mà không bấm like bấm đăng ký kênh là không có tương tác đâu đó. Tại vì em nhanh nói hoài, nói là em bán bằng cái tâm, mà khách mua phải mua bằng cái tầm nha anh chị. Cho nên khách hàng là khách hàng thông thái, cho nên là anh chị coi cho kỹ đi chứ. Chút nhanh chút giỏi bơm hàng tội nghiệp em nha. Nếu mà mình còn lăn tăn thì mình cứ tham khảo đi, còn không hiểu gì thì cứ điện cho bên em, bên em hỗ trợ tư vấn miễn phí, không có tốn tiền. Miễn sao đừng có bớt bơm chút nhanh rồi bơm hàng tội nghiệp em thôi đó. Em bán hàng với phương châm là khách hàng trao niềm tin, em nhanh trao cho mình chất lượng máy nha, uy tín đặt đầu đó. Và bên em có chế độ bảo hành là bên em nhận bao đổi trả trong vòng 10 ngày kể từ ngày anh chị nhận hàng nha anh chị đó. Cho nên anh chị sử dụng máy mà có vấn đề gì 1-2 tháng, 1-2 năm gì đó thì anh chị cứ điện cho bên em đi, em bên em hỗ trợ tư vấn cho. Biết bệnh gì hay cái món hàng đó nhiêu tiền thì em cho mình hay, được thì mình sửa, không được thì anh chị sửa đem về đây em hỗ trợ em sửa luôn cho đó. Rồi rồi em sẽ báo giá cả cho anh chị cho dễ ha, không cần đem lại thợ ở địa phương đâu đó. Rồi bây giờ anh chị chốt đơn thì chốt qua cái số điện thoại bên đây giùm em nhanh nha. 0913136620, số này có Zalo nha anh chị, tên là cửa hàng Thành Hợp ha đó.
và một cây máy cắt cỏ. Khi mà em nhanh cho đi, em nhanh sẽ kèm phụ kiện 6 món nha anh chị. Đầu tiên là một sợi dây đeo nha. Kế tiếp là một cái chắn cỏ, trên máy không có em cho chắn cỏ mới ha. Một cái lục giác 4, một cái chiếc mở bogey. Rồi bên em sẽ cho mình đồng thời hai cái đĩa phát ha, một đĩa phát bằng dây và một cái đĩa phát bằng cái đĩa dài 3 tấc, đĩa Makita ha. Đĩa này thì anh chị phát cỏ dày đó, dày như cây sậy lứt to như là ngón tay cái, ngón giò cái thì mình phát lưỡi. Còn trường hợp cỏ nào cỏ nhỏ, cỏ mỏng, cỏ mới mọc xanh rờn gần nhánh cây, gần đá sỏi thì anh chị phát bằng dây ha, nó sẽ an toàn hơn. Thì cái này gọi là ổ phát cước nha. Đó, em nhanh sẽ cho 6 món này. Còn đối với máy cưa xích thì em nhanh sẽ cho 4 món nha. Một cây vít chỉnh xăng, một cái tiếp mở bogey, một cây giũa tay và một cái bao làm. Đó. Đó, em nhanh sẽ cho đó với máy cưa xích nha. Còn ngoài ra em nhanh có bán thêm nè. Những cái món này á là cửa hàng ai em không biết, nhưng mà cửa hàng của em nhanh anh chị mua chung với máy thì em nhanh vẫn bán. Còn anh chị ở nhà có máy rồi mua lẻ em nhanh vẫn bán nha anh chị. Nhưng mà mua chung với máy thì em nhanh sẽ bao ship. Còn anh chị mua lẻ thì anh chị chịu phí vận chuyển dùm em là 30.000 cho một sản phẩm. Anh chị mua hết mấy món này cũng 30.000. Riêng phụ tùng em nhanh không có bao ship nha. Rồi, đầu tiên là trà rong rêu nha. Trời mưa thì mình ứng dụng cho phát cỏ trà rong rêu. Trời nắng thì ứng dụng phát cỏ nè. Trời mưa ứng dụng trà rong rêu. Cái kích cỡ lớn là 120.000, cái trà rong nhỏ là 100.000. Khi anh chị chốt đơn, anh chị chốt đơn dùm em trà rong đi, em biết em nhanh gửi nha anh chị. Đó, nhỏ hay lớn thôi. Rồi kế tiếp là cái tu hút bơm nước nha. Hút nước từ dưới sông lên nha anh chị. Ví dụ như anh chị ở nhà mà mình có máy phát cỏ mà nước dưới sông nó lớn, nước dưới sông nó rồng thì anh chị cũng hút lên. Anh chị tưới một ngày hai cử đi, nó tiết kiệm thời gian và nó tiết kiệm công sức rất là nhiều, rất là khỏe. Có 150.000 một cái đầu tu hút như thế này thôi, bằng inox nha. Đầu ra là ống 27. Khi anh chị mà muốn mua cái tu hút bơm nước mà ở nhà mình có máy rồi đó, anh chị phải nói cho em nhanh biết là cái đầu cái con ốc gắn ngược mà mình gắn lưỡi phát ở dưới là xài con mu lông hay con tán, và đầu ga là đầu 13 hay 17, em nhanh mới kiếm được nó chính xác cái này nha anh chị. Đó. Rồi cái này là cái gom cỏ nha. Cắt cỏ cho trâu cho bò ăn nè, một cái gom cỏ, một người cắt, một máy cắt, 10 bò ăn. Đó, 100.000 một cái gom cỏ như thế này. Rồi cái này thì là nhớt hai thì ha, nhớt này thì em đang sử dụng cho cửa hàng nha anh chị, xài ok lắm, chất lượng lắm. Vừa sử dụng cho máy cắt cỏ nè, vừa sử dụng cho máy cưa, vừa sử dụng cho nhớt lam của máy cưa luôn. 100.000 một bình 1 lít nhớt. Đối với tỷ lệ đối với máy cắt cỏ á, mấy anh chị pha dùm em là 1 lít xăng tỷ lệ là từ 40 đến 50 cc nhớt, trên lệch vậy thì được ha. Còn với máy cưa xích thì tỷ lệ là 1 lít xăng là 60 đến 70 cc nhớt nha anh chị. Anh chị cứ pha như em nhanh chỉ đi, máy chạy bền lắm. Nó mát máy bôi trơn mít tông ha, rất là bền. Và đặc biệt là nó sẽ hơi ra khói đen nha anh chị. Này động cơ hai thì ra khói đen là hiện tượng bình thường nha, cho nên anh chị cứ an tâm đi, không có hư hao gì đâu. Hư em nhanh chịu trách nhiệm, hư chắc máy em nhanh hư hết. Và cái bình nhớt em nhanh bán nó rất là hay, nó có chia từng cái miêu nhỏ nè anh chị, 20, 40, 60, 80, 100 đó. Và anh chị muốn nhớt nó qua được bên đây thì anh chị phải bóp nhớt cho nó mạnh lên, nó nén nó sẽ qua đây. Đó, pha như tỷ lệ như vậy đi, cái bình nhớt em nhanh bán nó có cái miêu sẵn cho mình lường luôn đó. Sau này anh chị xài hết, anh chị chừa cái vỏ này lại mình lường, hoặc là shipper họ giao á, đột xuất đi, mình có nhớt mình theo á, để mình thử. Cho nên là em khuyên anh chị mua máy nên mua nhớt theo, đang có cái mà mình thử ha. 100.000 một bình thôi, rất là rẻ. Rồi không làm mất thời gian nữa, vô giờ là thợ test nổ máy nha anh chị, xem cái ưng ý cây nào mình chốt cái đó nha anh chị. À, mình giấy nhóc nữa bỏ ra thành là cắt giấy mới thì cho sạch. Like trước đi, mày lấy mấy chị hả? Đó, đem dục vô trong bao rác luôn hả? Hải này nhìn này kìa. Tay cục đầu tiên trọng lượng là 4 kg, lam dài là 3 tấc rưỡi.
Thua Tanaka 330 nha anh chị. Đó. Đây. Nồng 37 ly, công suất là 33cc ha. Chị chạy xích này là xích chuột nha. Đó, có đồ chặn xích đồ nữa nè. Chị ha. Máy này hình thức rất là đẹp nha anh chị. Đó. Đây, mặt tiền là có ốc tăng đi với xích dây sinh nằm ở trong. Đó, có e gió nè, đóng e, mở e đẩy vô, có vú bơm phụ nè ha. Nắp xăng khoanh nhớt nằm phía trước nha. Nắp dứt lam nằm phía sau. Công tắc nè, đẩy xuống là tắt, đẩy lên là mở. Cái phiên bản này nó có giữ ra lớn luôn nha anh chị. Rồi cái con ốc nhựa màu trắng nè anh chị thấy không? Con ốc này là để căn chỉnh nhất lam ra nhiều hay ít nè. Anh chị muốn nhất lam nó ra nhiều thì anh chị chỉnh cho nó về dấu cộng. Còn nhất lam ít thì cho nó về dấu trừ ha. Tem tuốt đồ quá đẹp nha. Còn đầy đủ nha anh chị. Nhật mà nó xài hàng như vậy là còn chất lượng rồi đó, ok liền lạc luôn. Anh chịu chín thôi. Anh chị chốt cho em nhanh là H1 37 ly giá 1.9 triệu. Kg 9 làm nhà 4 tấc 6 ha. Rồi cái này là dòng G365 nha anh chị. Cái này thì em thấy là dòng này thì miền Tây xài nhiều, hạ cây đứng nha, hạ cây đứng, nói chung là mấy anh chị vô rừng rồi đó mình cưa cây cưa củi rồi đó ha, à, hạ cây đứng rồi đó thì mình cái dòng này bán rất là chạy ở miền Tây. Anh chị nghe Ranty nó nổ đi không lẫn vào đâu được. Tại tình nghe rất là nội lực ha. Con ốc chỉnh Ranty là con ốc này. Đó, ra 365 là 38 ly nha anh chị. Phiên bản này có giữ ra lớn nè. Đẩy xuống là tắt, đẩy lên là mình mở ha. Đóng e là kéo ra, mở e là đẩy vô nè. Rồi 365, hai ốc bắt lam. Máy quá đẹp nha anh chị. Đó. Cái này nó chạy xích là xích chuột ha, lam Latin. Đó. Anh chị thấy đây mặt tiền đó nè. Con ốc mà tăng đưa dây xích dây sơn nó nằm ở trong đây nha. Nắp xăng pha nhớt là cái hình cây xăng cộng giọt nhớt nè anh chị thấy không, là cái nắp phía trên, giọt nhớt là phía dưới nha. Đó. Mã này anh chị chốt giùm em nhanh là H2 38 ly 2.7 triệu nha. Rồi kế đến là máy cắt cỏ nha anh chị. Thương hiệu Tanaka, công suất là 24cc, nồng 32 ly nha anh chị. Lốc máy nó trắng đẹp nè. Bô khói cũng gọi là trắng tư luôn ha. Hàng em nhanh mua lựa từng cây mà. Đó. Chị thấy rồi đó, uy tín nè, rồi. Con số nè, cái miếng vàng vàng còn luôn. Đó. Cái máy này á là nó chạy chế Gin One Pro nha anh chị. Một tim le đỏ tự động ha. Hàng Tanaka là le đỏ tự động. Hầu như là chín hết 10 cây, 10 cây hết 9 cây le đỏ tự động rồi. Khi mà anh chị khởi động máy, anh chị bơm xăng xong mình kéo cái e như thế này, giật nổ không nổ gì mình cũng lên ga cho nó nhảy mở e ha. Tem tuốt nắp Interke còn đầy đủ, chụp giật phía sau cho nên gọi là Tanaka giật sau ha. Có chân chống bỏ đỡ bình xăng nè. Đó, lốc máy sáng đẹp luôn. Tinh nhôm nha anh chị, tinh nhôm ha, ga giữ nha. Ông tắt trên tay cầm nha. Cái này đẩy lên là tắt, đẩy xuống là mở nha anh chị. Anh chị chút lên để giùm em ha, đẩy xuống là mở nha, đẩy lên là tắt nè. Trắng cỏ đầu bò ghim, đầu bò có chén chống bòn đỏ luôn, chén chống quán cỏ ha. Mã này anh chị chốt cho em nhanh H3, giá 1.200.000 đồng thôi. Bao ship kèm phụ kiện đầy đủ cho mình luôn. Rồi Robin, á Robin cấp mà gọn nhẹ cho em gọi là Robin cấp áo đỏ nha anh chị. Công suất là 21cc, nồng 31 ly. Cái máy này á
có là khen cho nó chụp giật đổ liền xuống ha, đổ liền lít nhựa luôn, bảo đỡ bình xăng nha anh chị. Hình thức bên ngoài gọn nhẹ nha, đây rất là gọn nhẹ nha anh chị, mà tua máy chạy lanh, máy chạy khỏe đó, nó phù hợp cho mấy anh chị phát cỏ gia đình, phát cỏ cho trâu cho bò ăn, mua về làm quà tặng cho mấy bác lớn tuổi. Em thấy có nhiều bác như vậy nè, à, làm tay chân đi tới đây luôn quen rồi á, à, rồi cái đi làm anh chị rồi bị hư quá không cũng buồn, cái nhiều khi gây mằn cỏ này kia, nhưng mà mằn tay á nó cực lắm. Anh chị mua máy này về cho mấy bác phát cỏ thì nhiều tập thể dục đồ luôn đó, nó vừa có lợi luôn ha, dọn cỏ sân vườn đồ mua khói đẹp nè, công tắc nằm phía sau ha, tôm liền tôm nhựa nha, áo máy đỏ khói tôm màu đen nhìn sắc sảo dễ mang luôn. Đây này chạy chế riêng quanh bờ rồ, thêm cây le đỏ tự động nữa nha anh chị, đóng e lên ga nhảy mở e nè, ga giữ nè, một tay cầm lắp zin chắn cỏ đầu bò zin ha. Đó mã này anh chị chốt cho em nhanh là H4 31 ly 1.250.000. Cái máy này anh chị nào mà muốn để như thế này cũng được nha anh chị. Anh chị móc cái quay đeo vô, cái tay phải mình lên ga, tay trái mình cầm cái này mình phát cỏ ha, đặc biệt phát cỏ trong vườn cây ăn trái nó không bị vướng nhánh tược này kia ha, nó rất là tiện lợi. Kỹ sư Nhật họ lại thiết kế thì là cái đầu của họ là rất là hay mà anh chị ha. Riêng nhưng mà cái máy này anh chị nào không thích để một tay cầm thì anh chị nói em sẽ đổi sang hai tay cầm miễn phí nha, em lấy một tay cầm này lại. Rồi Lụm Thanh ơi, cái H5 À, một cây ê chô xanh đời cao, bô khó nổ là bôi ém ha. Cái đời máy này nó đẹp mà nó giống định đó, mà giá nó rẻ đó, anh chị bán rất là đắt hàng luôn đó. Chạy chế zin ngang nha đó, bình xăng lớn rồi zin nè, 220 ê chô trắng nha anh chị. À, em xin lỗi, ê chô xanh tôm màu trắng, tôm liền tôm nhựa ha, ga bóp zin nè, công tắc trên tay cầm đẩy xuống là mở, em xin lỗi đẩy lên là mở, đẩy xuống là tắt nha anh chị, mở ở trên tắt ở dưới ha. Ống lắp zin nè, đầu bò zin, đầu bò ngon đất Nhật, trắng cỏ nó bể cho nó buồn trắng cỏ khác cho mình nha. Mã này anh chị chốt giùm em nhanh là H5, nồng 32 ly, giá là 1.450.000. Em nhanh đã bao ship kèm phụ kiện đầy đủ cho mình luôn. Isaki nè. Ôi, cái máy này nó whip lắm nha, anh chị thấy chứ, whip lắm đó. Isaki công suất là 23cc, nồng 32 ly ha. Nè, chụp giật nè, tem màu xanh nè, áo máy xanh nè, lay láp còn cái tem luôn, tông sạc tông nha, rất là đẹp. Trắng cỏ đầu bộ zin còn đất Nhật ha, cái đó không sao, khoác sao cũng dơ thôi đó. Rồi sở hữu ga bóp zin nè, công tắc khi mà anh chị bấm tắt nó nhảy về chế độ mở luôn, xịn sò chưa. Đó, tem thuốc còn đầy đủ nha. Tôm liền, mã này tôm nhôm nha anh chị, đó thun bờ đỡ bình xăng đầy đủ nè, chạy chế zin ha, chế zin ga ngang của máy đấy, tem còn đầy đủ, và đặc biệt cái phiên bản này nó có giật trợ lực nha, hỗ trợ giật trợ lực nhẹ nha anh chị, hai họng xăng lớn luôn. Cái này nó sẽ có hai cái kim chỉnh, cái kim chỉnh còn miếng nhựa là một nè, ở kim chỉnh trên đây ha là hai, cái chỗ mà cái con ốc mà để em lên ga anh chị, nó còn cái miếng nhựa luôn nè anh chị thấy không, rất là quét. Đây bô khói nè, trắng tư luôn ha, rất là đẹp, cái áo máy rất là dày luôn đó. Cây này chốt đi xài gia đình ngon lành cành đào nha anh chị, chạy càng phê nè. Máy này anh chị chốt giùm em nhanh H6 1.5 triệu nha, 32 ly. Nhanh chỉnh đi, mày ghép hết đi, ghép hết chị coi. Ah.
công suất là 20cc nồng 30 ly nha anh chị. Cái này phiên bản nó giật trợ lực nha anh chị, giật gân gân hỗ trợ giật trợ lực. Máy này nó 30 ly nhưng mà cái xác nó nhìn nó hơi to ha, giật khỏe lắm nha. Đó, bình xăng lớn zin nè, đó, vô khói trắng đẹp nè, chạy chế zin One Pro luôn đó. Khung mở đỡ đầy đủ nha, máy trắng đẹp len can tôm liền tôm nhựa nha anh chị. Ga bóp zin nè, tắt nè, một tay cầm trắng cỏ đầu bồ zin, có chén chống mòn đỏ, chén chống quấn cỏ. Cái phiên bản này á là ga bóp zin một tay cầm, anh chị nào chốt như vậy thì em sẽ ưu tiên ha. Còn anh chị nào chốt máy này nhưng mà tôi không thích như vậy thì anh chị nói bên em sẽ quán đổi lên hai tay cầm miễn phí nha. Lấy cái này lại đó, máy này chốt giùm em nhanh, H7 30 ly 1,5 triệu nha anh chị. Rồi tới thằng danh ma nè, ngày 242 243 thôi, 242 rồi. Em mà giật cái này là em lấy cái bô nó có giống hằng ngày không, chị để cho mẫu cho tao luôn anh ha. Rồi danh ma nha anh chị. Cái ưu điểm còn này là cấu hình gọn nhẹ ha. Cái ưu điểm thứ hai là hồ trợ lực nha anh chị, giật nhẹ luôn, rất là nhẹ. Chạy chế hai kim One Pro. Cái máy này á, là em lên bao nhiêu là thường thách chút bụp bụp hết bao nhiêu. Nhẹ mà chạy chế hai kim nó chạy khỏe, bốc mà lại tiết kiệm xăng đó. Này nè. Không phải. Không phải ha. Giờ lấy cái khác đi, tưởng tượng đi. Lấy cái mẫu này cho người ta coi. Cái này nè là riêng cái áo máy nó anh chị, áo bô nó bị bể đi à, thì bên em có dán lại nhưng mà chừng nào cho đi thì em cũng để làm gì. Rồi em bù thêm một cái áo bô nữa ha, áo bô bên đây cho anh chị luôn nha. Cho nên anh chị an tâm ha, thiếu thì sẽ bù thôi. Đó, nó bể thì mình bù coi nó mới được. Tum liền tum nhựa anh chị ơi. Đây có chữ Made in Japan nè, chân chống bờ đỏ bằng xăng luôn. Mẫu này màu xanh thẫm ha, quá đẹp, nhìn nó liền lạc ga dữ nha anh chị. Công tắc trên tay cầm nè, đẩy lên là tắt, đẩy xuống là mở nha. Đó, đầu bò zin. Mã này 1,6 triệu à, anh chị chốt giùm em nhanh là H8 nồng 34 ly, công suất là 24cc trở lên 1,6 triệu nha. Xe qua biết đừng kiếm không kiếm mà lấy cái bọc buộc bỏ vô luôn đi, em đừng quên đó. Không ai Kiều Hải thì nó đứng lên nó kiếm cho. Ryobi 2670 nè. Ryobi 26 công suất trên 26cc nồng 34 ly trở lên nha anh chị. Thêm một phiên bản là hỗ trợ giật trợ lực ha. Chạy chế zin, cái này là chế máy cương nha anh chị. Anh chị thấy lớp máy nó đẹp nè. Đó, cái bô khói nó nữa nè. Đẹp len can trắng tư luôn ha. Nắp Entake còn tem thuốc đầy đủ nè, vú bơm phụ nè. Đó, bình xăng lớn ngon lành trắng tư, bình xăng zin nha. Đó, hai cái thùng bờ đó bình xăng về cui luôn. Thêm cái nữa nè, ga giữ tôm liền nha anh chị. Đó, tôm liền tôm nhựa nè. Cái bách ga này không phải là ga bóp nha, em đính chính là nha anh chị, bóp cái này lại. Anh chị kéo cái này xuống ha, nó mới lên ga được nha. Rồi khi mà cho đi thì bên em sẽ chủ động lấy cọng dây em cuộn cái này lại, em kéo cái này lên xuống cho anh chị ha. Đẩy lên là tắt, đẩy xuống là mở nha. Đầu bò zin, cái chén chống mòn đầu óc luôn. Đó. Mã này anh chị chốt cho em nhanh, H9 34 ly giá cũng 1,6 triệu thôi. Mẫu đẹp. Và ba cây cuối cùng nè anh chị, Maru Mitsu với hai cây Mitsu. Maru Yanma 235SB. Wow.
xe nữa rồi. Anh chị có cảm nhận về cây Maru này chưa? Cho em đánh giá là nó chạy rất là khỏe nha anh chị. Ưu điểm, cái thêm quá đẹp nha, sắc sảo 2-3 năm, trợ lực nha, kéo nhẹ là nổ, kéo nhẹ mà phải buông nhẹ nha, nó xài cho bền anh chị ơi. Cái thứ hai là chạy chế hai kim One Pro, và cái quan trọng nữa là tum nhôm tum gời, trợ lực chạy chế hai kim tum gời nữa, còn cái gì bằng trời, xuất sắc. Tum 260 nha anh chị, ốc vàng quá đẹp, đẹp len can luôn. Máy này anh chị có thể tháo rời đầu máy mình đấu thuốc được luôn nha, chế cháo đều được, tem thuốc đầy đủ quá đẹp ha. Nè lóc máy nè, bộ khói nữa nè, đẹp len can luôn, tranh thủ chốt mã này anh chị ơi. Rồi ôi, cái lóc nó trắng tư luôn, dập nổi mắt Insapan ha. Miếng tem này còn nè, khung bờ đỡ bằng xăng cũng còn đầy đủ ha. Chạy hai tay lơ lớn ra giữ công tắc trên tay cầm, đầu bò ghim ha. Đó, mã này anh chị chốt giùm em nhanh, H10 1.750.000 nha anh chị. Gì lên à, quên rồi. Rồi tới động cơ Mitsu 231 nè, Mitsubishi hỗ trợ giật trợ lực nha anh chị. Đó, chạy chế hai kim One Pro luôn, chế zin đây, khô khói nè, mắt quá trời trắng đẹp ha, thông số nè. Hai kim One Pro nha. Rồi cái lốc có dập nổi mắt in nha anh chị, đế bờ đỡ bằng xăng bằng nhựa luôn nha. Đấy, tum rời tum nhôm 260 ha, công tắc nè, ga giữ nha, trắng cỏ đầu bò zin. Hệ này 1.9 triệu nha, anh chị chốt cho em nhanh là H11 31 ly, công suất là trên 23cc, 1.900.000 đồng. Rồi cái đến là Mitsubishi tăng là 261 nè, cuối cùng. Mitsubishi công suất là trên 26cc, nồng 33 ly nha anh chị. Lốc máy trắng đẹp ha, chạy chế hai kim One Pro đấy, chế zin nha, ô khói nữa nè. Nói chung Mitsu thì lên bao nhiêu là em bán bao nhiêu anh chị ơi, quá trời mình săn nó đẹp chưa, không đủ bán. Đấy, lốc dập nổi mới đi nha anh nè, cái đế nhựa bộ đỡ mình săn còn zin nha, tum nhôm tum rà 260 nha anh chị, lốc sơn zin chốc nhẹ nhẹ ha, công tắc nè, ga giữ nè, một tay cầm trắng cỏ đầu bò zin. Tại mã này anh chị nào chốt thì chốt giùm em nhanh, ký hiệu H12 33 ly 2.6 triệu. Anh chị nào không thích xài một tay cầm thì nói bên em lên hai tay cầm miễn phí, còn được như gì thì để nó gọn nhẹ tiện lợi chứ không có gì đâu nha anh chị. Khi anh chị móc qua đeo vô đây, anh chị quải cái máy lên cổ thì người ta lên ga người ta xài thôi. Đó, rồi em hẹn gặp lại, tạm biệt.